Rồi, xin chào tất cả mọi người. Sẽ lên thêm cái clip tập 2 cho các anh xem. Thì bữa nay về được 11 chào màu 7 đấu, đồng giá là 700k ha. Thì có được 11 bé, phải nói là bữa nay có rất là nhiều mẫu đẹp cho anh em, nhiều cái sự lựa chọn nha mọi người nha. Chim này là 700k. Chim này thì thằng em trong cái clip em luôn em nói với mấy anh á, là thằng em ở ngoài Đà Nẵng, nhưng chim này không phải chim Đà Nẵng ha. Còn cái chuyện nó muốn bẫy ở đâu, nó bắt ở đâu, nó mua ở đâu, là cái chuyện đó là chuyện của cái thằng ngoài Đà Nẵng nó mới biết được thôi, chứ còn em là ở Sài Gòn nha. Còn bây giờ em sẽ review cho các anh xem 11 bé chào màu 7 đấu, chim này bao trống cho các anh xem ha. Đây là chào mèo này số 1 nha mọi người nha. Đó thì em để cái điện thoại nó hơi xa tí xíu cho nên là mấy anh chịu khó xem nó kỹ kỹ giúp em ha. Do là chào mèo thì thường nó nhát, chim cứ nhất là mới về nữa. Đó cho nên là em thường em quay nè, quay cái số ô nè, rồi quay chim cò mòng miết kia này nọ ha. Đó bé này thì nó đá lanh lên nhẹ nha mọi người nha. Để em gỡ cái dây ở đây ra, do là các anh biết sao, cái phía trên này nó hơi bén cho nên là em che cái dây lại để cho nó khỏi bị xước. Bây giờ em chỉnh cái điện thoại nè. Đây, số 1 nha mọi người nha. Mỏng đá lên nhẹ. Đây là số 1, đồng giá là 700k ha. Rồi số 2 này, mẫu này rất là dài, mỏng đinh nè. Đây là mẫu này, ô số 2, mỏng đinh. Đó, trục rất là nhiều ha. Đây là số 2. Rồi bên này số 3, trục cũng rất là nhiều ha. Bé này cũng đinh, lên nhẹ. Mỏng đinh nhưng mà hơi đá lên nhẹ cái chớp mỏng ở phía trên cùng cái ngọn đó. Đây số 3 nha. Đó, trục rất là nhiều ha. Rồi bên này số 4 nè. Mỏng lanh có mỏng dày nè. Này số 4 nè. Đó. Góc mỏng rất là dày nha, số 4. Rồi qua này số 5. Số 5 này hình như là nó cũng là mỏng đinh nè. Mỏng đinh, chân mỏng cao, dài. Đây số 5 nha. Đó. Rồi bên này số 6 tướng cũng tương đối lớn nè. Mỏng đang gom lại nè, rất là đẹp ha. Đây số 6 nha. Rồi. Bên này số 7. Đây số 7 nha. Số 7 này đá lanh nhẹ luôn nè. Đó các anh thấy cái đuôi mỏng nó đá lanh lên ha. Gọi là lanh nhẹ thôi. Đây số 7. Lanh nhẹ chứ không có siêu lanh và lanh tê gì ở đây nha. Đó, thí dụ như em ra, thí dụ lần T thì em sẽ báo lần T. Lần nhẹ em sẽ báo lần nhẹ cho mấy anh ha, cho dễ chọn ha. Đinh thì em sẽ báo đinh. Dê thì em sẽ báo dê. Đây là ô số 7 ha. Mỏng lần nhẹ, đó, cho nó dễ ha, số 7. Bên này số 8. Đó, những cái con mà số 8 thường ra hay lắm nè.
Số 8 này yếm cũng phải nói là tương đối khít ha, bé này mỏng đinh luôn nha. Đây số 8 nè. Em á là em không có rành chào mào, nhưng mà được một cái là bán chào mào hết rất là nhanh, do biết sao, không biết nuôi, không biết chơi, không biết lựa, cho nên là hết rất là nhanh. Đây số 9 nè. Số 9 là mỏng lanh, góc mỏng dài luôn nè. Đây số 9 nè. Ở can để ha, chim mới là dễ biết lắm, nó hay nhảy xuống dưới sàn chứ nó không có lên cầu giống như chim thuộc ha. Chim thuộc thì đa số nó lên cầu không à, xuống sàn là bị lỗi. Đó, đây số 9 nha. Tất cả những cái dòng này là mới hết nha, không có chim nào. Wow, này, lăn tê nè, nhưng mà không có siêu nha, lăn tê thôi chứ không có siêu. Đây là số 10 nè. Đó, tướng coi như là xòe đuôi chớp cánh các kiểu con đà điểu luôn. Đây, do biết sao em đang kế điện thoại vô nè, nó sợ. Đây, nhưng mà mỏng lên đẹp ha. Đó, lăn tê. Đây số 10 ha. Ở bên này số 11 nè. Đồng giá là 700k nha, bữa nay chỉ có 11 bé thôi. Rồi em sẽ ngưng cái clip ở đây để em tranh thủ em cho coi như là nó ăn chuối, cho nó ăn uống ha, cho nó khỏe ha. Rồi, để em ngồi xa xa đây em coi coi, coi bé nào đẹp, bé nào đẹp, bé nào to nè. Rồi để em coi coi, số 9 nè, số 10 nè, 11 nè, số 7 trục nhiều nè, số 2, số 3 trục nhiều nè, số 3 lên lanh luôn nha. Ngồi xa xa ra là coi như là thấy nó cũng lên lanh nha. Đó, rất là đẹp, nhảy xuống nước á. Đó, chắc mày muốn phải mua cái máy quay phim, tại vì máy quay phim quay được xa. Nó giống như hồi xưa mà em chơi chim họa mi á. Đó, mấy ông chơi máy quay phim xong rồi mấy ông ngồi xa thì xa cái máy đồ dúm nó lên ha, nhìn nó ra rõ ràng rồi này họ. Còn cái điện thoại nó không có bằng, không bằng được cái máy quay phim. Đây số 3 nè, trời ơi, ngồi xa xa cái nó lên lành đẹp lắm. Rồi, trời, quét nè, bữa nào, bé nào, bé nào. Rồi, như vậy là hôm nay là chỉ có 11 bé thôi nha mọi người nha. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.